quý vị và các đồng chí, hơn 30 năm đổi mới, văn học nghệ thuật nước ta đạt được những thành tựu đáng trân trọng. Không gian sáng tạo được mở rộng, đã tiếp cận mạnh mẽ hiện thực mới, làm sâu sắc thêm chủ nghĩa nhân văn. Xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị trong tất cả các ngành văn học nghệ thuật. Công cuộc đổi mới mở cửa, sự thông thoáng trong cách nhìn, cách nghĩ cùng sự tiến bộ của công nghệ thông tin cũng tạo cho các tác phẩm văn học nghệ thuật nhiều cơ hội tiếp cận với công chúng bạn đọc. Tuy vậy, văn học nghệ thuật thời gian qua cũng còn có những hạn chế tồn tại, như là đã xuất hiện những biểu hiện quá đà, lệch lạc, ấu trĩ, sai trái, làm ảnh hưởng không nhỏ đến một số bạn trẻ, đó là lợi dụng xu hướng sáng tác mới để giải thiêng lịch sử, giải thiêng các giá trị của dân tộc, phủ nhận quá khứ, hư vô chủ nghĩa, phủ nhận văn học cách mạng và kháng chiến. Vậy thì, hiện tượng giải thiêng trong văn học nghệ thuật là gì? Nó bị lợi dụng và xuyên tạc như thế nào? Trong chương trình nhận diện hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, trưởng ban lý luận phê bình, tạp chí Văn nghệ Quân đội để làm rõ hơn về vấn đề này. Xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip sau đây. Trong bầu không khí đổi mới của đất nước hơn 30 năm qua, văn học nghệ thuật Việt Nam cũng có những tác phẩm tìm tòi sáng tạo theo khuynh hướng giải thiêng và đạt được những giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật nhất định. Những tác phẩm ấy đã phần nào giúp công chúng tiệm cận gần hơn với các bậc vĩ nhân, anh hùng dân tộc, nhân vật lịch sử khi họ được miêu tả gần hơn với cuộc sống đời thường để công chúng chiêm ngưỡng và học tập. Qua đó, góp phần vun đắp cho một hiện tại tốt đẹp hơn. Đó là giá trị nhân văn mà tinh thần văn học nghệ thuật giải thiêng hướng đến. Đây là một cái khuynh hướng của sáng tác của lý thuyết hậu hiện đại, và nó cũng du nhập vào nước ta. Thì cái này thì ở phương Tây nó có từ rất sớm, thế nhưng mà nó du nhập vào nước ta thì cũng chỉ mới vài chục năm gần đây thôi. Thứ nhất là do cái không khí mở cửa của mình, cho nên là mình các văn nghệ sĩ này có điều kiện để tiếp nhận nhiều cái xu hướng nghệ thuật, nhiều cái lý thuyết mỹ học ở bên ngoài. Thứ hai nữa là cũng người ta một cái tiện ích của Internet, thì thông qua Internet thì người ta cũng là dễ dàng mới đến với các cái lý thuyết văn học thời thượng. Tuy nhiên, đời sống văn học nghệ thuật thời gian qua cũng có không ít văn nghệ sĩ hoặc là do hạn chế về kiến thức lịch sử, hoặc là do non kém về tay nghề, hoặc là xuất phát từ những động cơ phi nghệ thuật, đã có những sáng tác hoặc phát ngôn giải thiêng thể hiện thái độ đạp đổ, hạ bệ, bôi nhọ các danh nhân lịch sử văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng. Đó là sự vô tình hoặc cố ý đánh cháo khái niệm mỹ học, mượn danh nghệ thuật để truyền bá những giá trị ngoại lai, phản động, phi nhân văn. Thưa nhà văn tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy là hiện tượng giải thiêng đã và đang trở thành một xu hướng mới trong sáng tác văn học nghệ thuật của nước ta. Vậy qua nghiên cứu thì đồng chí có thể cho biết là hiện tượng giải thiêng trong văn học nghệ thuật được hiểu thế nào? Theo tôi được biết thì giải thiêng là một cái từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Thế và trong cái từ điển của Việt Nam chúng ta thì có thể nói là không có cái từ này. Đấy, mà cái từ này chúng ta dịch ra từ tiếng Pháp thôi. Thế thì khi người ta dịch cái từ này ra thì nó có cái nghĩa rằng là làm mất đi cái tính thiêng liêng, xóa bỏ cái tính trang nghiêm, cái tính thần tượng, cái tính kiểu mẫu một đối tượng nào đó. Đấy. Mà cái hình mẫu đó đã được in sâu trong tâm thức của cộng đồng dân tộc từ lâu đời. Và cái hiện tượng giải thiêng trong văn học của chúng ta thì nó xuất hiện từ khoảng đầu những cái thời kỳ đổi mới. Thế nó được đánh dấu bằng thứ nhất là một cái tiểu thuyết của một nữ nhà văn người Pháp, bà Ferai, và viết một cái tiểu thuyết có tên là Vạn Xuân. Và trong tiểu thuyết đó thì bà ấy có thể nói là có cái tính chất giải thiêng những cái hình tượng anh hùng dân tộc của Việt Nam đấy, như là Lê Lợi, như là Nguyễn Trãi. Thế và cùng trong cái thời gian đó đấy, sau một chút đó là chùm ba chuyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệt là Vàng Lửa, Kiếm Sắc và Hồn Tiết. Cái chùm chuyện lịch sử này của Nguyễn Huy Thiệt ra đời thì gây cái phản ứng rất là trái chiều gay gắt trong dư luận. Bên cạnh những tiếng nói ủng hộ Minh Vực thì có những cái ý kiến cho rằng chủng truyện cũng như thiệp đã hạ bệ anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, và thậm chí là phủ nhận cả cái truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc. Thế và từ đó cho trong giới bạn đọc, trong giới nhà văn, trong giới nghiên cứu, và đặc biệt là một số nhà sử học đã vẫn có diễn ra những kiến trái chiều. Trên một thực tế là cảm hứng giải thiêng thì thường gắn với các sáng tác về đề tài lịch sử với cái nhu cầu là khám phá bản chất thật của sự vật sự việc, đúng không ạ? Vâng, và giúp cho công chúng có cái nhìn là toàn diện hơn về những cái sự kiện cũng như là những nhân vật lịch sử. Nếu mà nhìn nhận ở tính hai mặt thì giải thiêng lịch sử có ý nghĩa tích cực như thế nào theo quan điểm của đồng chí? Theo tôi thì cái xu hướng giải thiêng
trong văn học nghệ thuật thì nó có ba cái mặt tích cực sau đây. Thứ nhất, đó là nó xuất phát từ cái mục đích là tiếp cận sự thật lịch sử, đối thoại với lịch sử, nhận thức lại lịch sử để từ đó có cách đánh giá đúng về lịch sử. Nó tránh cho chúng ta cái nhìn phiến diện một chiều về lịch sử mà lâu nay chúng ta thường mắc phải. Thứ hai là cái xu hướng giải thiêu nó có ý nghĩa tích cực ở chỗ là nó dựng lên được cái hình tượng nhân vật, gọi là nó xóa bỏ cái khoảng cách sử thi giữa người đọc và cái nhân vật anh hùng trong lịch sử, kéo họ lại gần với chúng ta, làm cho họ không còn bị thần thánh hóa nữa mà trở nên bình dị hơn, đời hơn, người hơn, và qua đó người đọc có thể là cảm thấy nhân vật là đáng yêu mến hơn và thậm chí là đáng kính trọng hơn. Thứ ba là nếu như mà nhà văn viết về lịch sử ấy, mà chỉ dập khuôn cho chính sử mà như một nhà chép sử thôi thì nhà văn sẽ không có đóng góp gì cả. Do vậy nên là tác phẩm viết về lịch sử của nhà văn là phải dựng lên một hình tượng sinh động, độc đáo, chân thực và phức tạp. Nhân vật phải mang tính đa diện, đa chiều. Đấy. Và có như vậy thì nhân vật mới có sức sống mạnh mẽ hơn, ám ảnh hơn đối với người đọc. Vâng, theo đồng chí thì cái xu hướng phổ biến của cảm hứng giải thiêng trong một số tác phẩm văn học nghệ thuật mà có đề tài lịch sử đang bị phê phán thì vì sao ạ? Có thể nói là những cái tác phẩm này là nó lợi dụng cái tinh thần dân chủ của văn học thời kỳ đổi mới, mà lạm dụng cái quyền năng sáng tạo của nhà văn, từ đó mà tùy tiện bịa đặt, và nó đem lại một cái nhìn cực đoan, méo mó, lệch lạc về các nhân vật anh hùng trong lịch sử. Có thể nói là họ cố tình phóng đại, thổi phồng những cái nhược điểm nào đó của các vĩ nhân trong lịch sử, hay là họ cố tình tô đậm cái đời sống, bản năng tình dục của nhân vật. Họ đã dựng lên những chân dung những nhân vật anh hùng dân tộc hay là các danh nhân văn hóa như là những kẻ như là thô lỗ hay là ô trọng, hay là thậm chí là gian dâm, hay là đầy những thủ đoạn, thậm chí cuồng sát, thậm chí là bệnh hoạn. Thì có thể nói là những cái hình tượng này nó đi quá xa so với cái ngưỡng tiếp nhận của công chúng mà đọc lâu nay về cái hình mẫu những cái anh hùng và những danh nhân nó vẫn in trong tâm thức của đồng với lâu nay, và bạn đọc nó không, người ta không thể chấp nhận được hình tượng đó. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà văn tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa. Thưa quý vị và các đồng chí, giải thiêng là một xu hướng sáng tác mới trong văn học nghệ thuật, nhưng nếu bị lợi dụng thì sẽ gây tác hại khôn lường. Các thế lực thù địch đã sử dụng một số sáng tác văn học xấu để tuyên truyền, thổi phồng những sai lầm của Đảng, Nhà nước, truyền bá những quan điểm lối sống không lành mạnh. Chúng hình thành hoặc cho người len lỏi vào những hội đoàn, câu lạc bộ hoạt động trái phép, tập trung tuyên truyền xuyên tạc, đưa ra các quan điểm tư tưởng sai trái, xâm nhập, tác động, xâm hại trực tiếp đến tư tưởng cán bộ, đảng viên. Chúng phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Mục đích của chúng là dùng văn hóa để thực hiện ý đồ chính trị. Vì vậy, rất cần nhận diện và phê phán. Giải thiêng có thể được thực hiện bằng cách diễu nhại, xuyên tạc. Điều đáng lo ngại ở chỗ, hiện nay một số ít người cầm bút có tư tưởng cơ hội, bất mãn đã lợi dụng tự do dân chủ, nhân danh lịch sử, sự thật, đổi mới, kêu gọi giải thiêng, phủ định các biểu tượng văn hóa của cộng đồng, diễu nhại danh nhân, hạ bệ anh hùng dân tộc. Và đáng tiếc là cũng đã có những nhà nghiên cứu phê bình vội vã ủng hộ sự hạ bệ giải thiêng đầy ắp động cơ chính trị, mà không biết rằng điều đó đã góp phần làm xói mòn những giá trị tinh thần cao đẹp, đánh mất lòng tự tôn, tự hào dân tộc, coi nhẹ giá trị nhân văn cốt lõi của sáng tạo văn chương nghệ thuật. Vô tình là có thể là hoặc là anh hiểu không đúng bản chất của sự việc ấy, hoặc là anh thiếu những cái kiến thức lịch sử, hoặc là anh làm dùng những cái cảm hứng giải thiêng, cảm hứng diễu nhài, hoặc là cảm hứng nghi ngờ lịch sử. Chứ và có những người lại cố ý, tức là dùng mượn cái văn học nghệ thuật, mượn cái phương pháp này, hoặc danh hầu hiện đại, hoặc danh là văn học giải thiêng để mà thoá mạ lịch sử, để mà hạ bệ danh nhân. Nhân danh tìm tòi, đổi mới, một số ít những người làm văn học nghệ thuật đang lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để xuyên tạc, vu khống, bôi bẩn những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Họ đang đi ngược lại tất cả những gì là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hiện nguyên hình là những kẻ phá vách văn hóa qua con đường văn hóa để thể hiện dã tâm chống chế độ, chống nhân dân. Văn hóa văn học nghệ thuật là một cái lĩnh vực mà nó khả năng xâm nhập rất mạnh vào đời sống xã hội, vào từng con người, và cái tác động của nó là tưởng như gián tiếp nhưng mà nó lại có một cái tính ưu việt là nó tác động vào tình cảm, vào cảm xúc, vào tâm lý của từng con người. Trên một cái bộ phận những văn nghệ sĩ, những hoạt động văn hóa
mà có cái sự thù địch và có quan niệm trái ngược với đường lối quan niệm của Đảng chúng ta, thì đã sử dụng cái văn hóa đó như là một cái sức mạnh và một cái ưu việt của nó để tác động vào mọi người. Cho nên cái tác động của nó là tinh tế, phức tạp và nguy hại. Những người làm công tác báo chí, xuất bản, các cơ quan lãnh đạo, quản lý văn hóa nghệ thuật cần có quan điểm rõ ràng, phê phán những biểu hiện sai trái, đưa văn học nghệ thuật phát triển, lớn mạnh vì sự phát triển con người và văn học Việt Nam. Tháng 6 năm 2014, Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 đã ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xác định phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng một bộ phận báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, xa đà vào những thông tin sản phẩm lệch lạc, thị hiếu tầm thường. Tích cực đấu tranh với những biểu hiện lai căng, những sản phẩm độc hại, những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa, góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc và tính thống nhất trong đa dạng văn hóa Việt Nam. Có lẽ là hư cấu là một thuộc tính của văn học nghệ thuật và thường gắn liền với giải thiêng. Vậy xu hướng giải thiêng đã lợi dụng điều đó như thế nào và đối tượng nào hay lợi dụng hiện tượng này? Không cứ là những cái hiện tượng ở nước ngoài đâu, mà ngay cả người viết trong nước, các nhà văn trong nước người ta cũng có thể lợi dụng giải thiêng, hay là dùng giải thiêng. Cái đó là người ta gọi là đi quá đà, hư cấu một cái quá đà, vượt qua cái ngưỡng chấp nhận của người đọc, vượt qua cái giới hạn, cái tầm suy nghĩ của người đọc. Thế và người ta nhân danh đổi mới, nhân danh hư cấu, nhân danh quyền năng sáng tạo của nhà văn để người ta tùy tiện bịa đặt. Nhưng họ quên mất một điều rằng là dù hư cấu tí thế nào trong nước thì vẫn phải trên cái nền sự thật lịch sử. Chúng ta tưởng tượng như con rồng, mà con rồng là một cái con vật hư cấu, nhưng mà cái tất cả các bộ phận trên người nó đều có bắt nguồn từ những con vật có thật trong đời sống, chứ con rồng không phải là nhân vật sinh ra từ hư vô. Thế thì một tác phẩm lịch sử vậy, tác phẩm lịch sử dù nhà văn có hư cấu đến đâu nhưng nó vẫn phải bắt nguồn từ sự thật lịch sử. Vậy thì khi mà lợi dụng thì tác hại như thế nào theo anh? Thứ nhất là nó đem lại chúng ta những chân dung không đúng, không thật về những cái con người trong lịch sử, các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa. Đấy. Đem lại một cái nhìn méo mó lệch lạc và làm cho người đọc thứ nhất là hiểu sai về nhân vật lịch sử, và là mất đi người đọc cái sự tôn kính, cái sự chiêm bái ngưỡng vọng của người đọc đối với các anh hùng lịch sử. Mà chúng ta có thể thấy một điều là bây giờ cái thế hệ chúng ta đang sống đây, chúng ta vẫn có thể hiểu được một cách có tương đối chính xác về nhân vật lịch sử nào đó qua những gì chúng ta được học trong nhà trường, qua những gì chúng ta được đọc qua các tài liệu, qua các sách báo. Nhưng chỉ một số năm sau, hoặc nhất là nhiều năm sau, thì các thế hệ trẻ sau này sẽ như thế nào khi mà những thế hệ trẻ sau này chỉ tiếp xúc với những cái tài liệu, những cái tác phẩm, những cái văn bản mà nó dựng lên những hình ảnh nó hoàn toàn sai lệch về nhân vật lịch sử, thế thì cái thế hệ tương lai họ sẽ tiếp nhận như thế nào? Có thể là họ sẽ có một cái nhìn hoàn toàn sai về nhân vật lịch sử. Và tôi cho rằng là như vậy, viết như vậy là có tội với tiền nhân, nó xúc phạm tổ tiên. Giải thiêng là một xu hướng mà không thể cưỡng lại, nhằm đa dạng hóa và thể hiện cái tinh thần dân chủ, bình đẳng trong cách nhìn về hiện thực lịch sử và bản chất con người. Nhưng làm cách nào để có thể phát huy những cái mặt tích cực và hạn chế những cái mặt tiêu cực của xu hướng giải thiêng? Làm sao để có một cái thái độ khách quan và đúng mực với các giá trị lịch sử, các nhân cách lịch sử và sự thể lịch sử khi giải thiêng? Nhưng tôi nghĩ là để gọi là hạn chế cái mặt tiêu cực và phát huy cái mặt tích cực của cái xu hướng giải thiêng, thì trước hết là về phía độc giả, cao nữa là các cơ quan quản lý văn hóa văn nghệ cần phải có những cái biện pháp, có những hình thức mà gọi là quản lý chặt chẽ hơn đối với những tác phẩm mà có xu hướng lệch lạc trong cái giải thiêng. Về vấn đề quản lý xuất bản, phí phát hành, là các cơ quan quản lý báo chí và văn học của nhà nước là cần phải có cái chế tài chặt chẽ hơn trong việc này. Và để phát huy cái tính tích cực của giải thiêng, thì tôi nghĩ rằng là nhà văn muốn viết một tác phẩm giải thiêng có giá trị, có tính nhân văn, thì trước hết là người viết phải có sự am hiểu sâu sắc về lịch sử. Khi anh viết lịch sử mà anh không am hiểu lịch sử thì anh làm sao viết cho đúng được? Chúng biết là có những nhà văn viết lịch sử người ta đầu tư vô cùng kỹ lưỡng khi viết một bộ tiểu thuyết lịch sử.
Xin cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực và ý nghĩa của nhà văn tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa. Thưa quý vị và các đồng chí, tưởng tượng hư cấu là thuộc tính của văn học nghệ thuật và là quyền năng sáng tạo của văn nghệ sĩ, nhưng phải dựa trên nguyên tắc cao nhất của văn học nghệ thuật là chân thiện mỹ, trả đàm lịch sử, xúc phạm tình cảm dân tộc, thóa mạ con người là những hành vi không thuộc phạm trù văn học nghệ thuật, và nhất quyết những cái mà họ làm ra theo cảm hứng ấy sẽ bị mọi người chối bỏ. Chương trình Nhận diện sự thật với chủ đề Giải thiêng không phải là xuyên tạc xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.